Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Pro.com. Ngày hôm nay như cái tiêu đề đó thì mình update thêm 5 preset mới cho 3 bộ preset của mình. Mình có tổng cộng 5 bộ preset nhưng mà trong tháng này, phiên bản tháng 3 này thì mình sẽ update cho 3 bộ này nhé. 3 bộ Deluxe, Live Preset và Pro Preset, 5 preset mới ha. Rồi, thì ở cuối video mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để tải cái bộ preset update, cái bản update này về nhé, dành cho anh em đã mua. Còn nếu như anh em chưa mua thì em có thể click vào cái đường link mình để ngay phía dưới này. Đó, thấy không? bit.ly/mua preset. Đó, hoặc là vào trên website của mình cũng sẽ có. Rồi, mình sơ sơ qua nhé. Hôm nay mình có 5 cái preset mới. Trong đó đầu tiên là có thể là mình làm cái bộ preset đơn giản nhất là ở trong bộ Pro đi. Bộ Pro thì các bạn biết rồi, nó là một cái bộ gọi là tạp chủng gọi là vậy thôi, nhưng mà đại khái là nó là một bộ giá rẻ, nhiều chủ đề, nhiều dạng style. Thì sẽ có nhiều anh em, ví dụ như là anh em có ngân sách thấp, anh em dùng chơi bời thôi đó, thì anh em có thể dùng bộ này được ha. Thì mình đã update thêm 2 màu mới, trong đó bao gồm màu số 91 và màu số 92 ha. Màu 91 là một cái màu rất đơn giản, là một màu trong trẻo, mình xử lý toàn bộ những cái khuyết điểm đơn giản ở trong một cái hình, chủ yếu là hình chân dung. Thì cái màu của nó sẽ là một cái style màu rất là tự nhiên và đơn giản như vậy thôi, có nghĩa là anh có thể sử dụng cho bất kỳ một cái hình nào. Ví dụ như ở đây mình sẽ back lại màu 91 này. Đó, đây là hình màu gốc này. Đây là sau, gốc sau. Tất nhiên là đây anh em có thể chỉnh lại cái white balance nữa. Như những cái video mình hướng dẫn anh em chỉnh sửa đó thì preset của mình rất đơn giản. Cái chuyện là anh em chỉ cần chọn màu anh em thích, và sau đó anh em chỉnh lại exposure, temperature và tint. Ba cái thứ đó thôi. Còn lại những cái kia thì anh em có thể thích thì chỉnh, không thì chỉnh. Thích thì chỉnh, không thì thôi. Ha. Thì đấy, số màu 91 nó khá đơn giản như vậy thôi. Một màu trong trẻo, dễ dùng, màu tự nhiên. Nhưng màu 92 thì một cái màu nó khó dùng hơn một chút xíu. Cái màu này nó sẽ là một cái màu có contrast khá là đậm và nó là màu tây ha, cái style màu tây. Thì anh em có thể thấy khi mình click vô nhìn nó xấu, nhìn nó rất xấu luôn. Vậy thì anh em phải làm sao? Như hồi nãy mình nói đó, tăng exposure lên để chúng ta thấy sự khác biệt ha. Mình chỉ cần tăng exposure lên một chút xíu, giảm cái temperature đi, và có thể đây mình hơi quá rồi đó. Rồi, bởi vì đây là một cái hình mà có contrast, mình đẩy contrast gốc của cái này nó khá là cao, cho nên ví dụ như là anh em cảm thấy contrast nó cao quá, ví dụ như là cái nền phía dưới shadow này nó hơi đậm quá, thì anh em có thể giảm cái contrast đi cho nó phù hợp, hoặc là tăng cái shadow lên chút xíu để cho nó đồng đều lại ha. Và đặc biệt cái màu này thì mình có thử sử dụng với những cái hình mà nó có contrast, sử dụng với những cái hình mà nó có contrast đậm, ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy. Đó, thì mình sử dụng màu số 92 thử nhé. Đó, anh em thể thấy nó tối đúng không? Thì vui lòng đẩy mạnh lên giúp mình chút xíu và giảm cái này đi, tăng shadow lên. Như hình này thì có vẻ là không hợp cho lắm, không hợp cho lắm. Rồi, ví dụ như là hình mình sẽ thử sử dụng với là một hình khác. Như mình nói đó, preset không phải lúc nào nó cũng có thể gọi là ngon lành hết được. Đâu rồi, đấy. Ví dụ như là mình thử với những cái hình mình có sử dụng với những cái hình mà này của Kim Kaka. Đó, đây cũng là một cái hình contrast khá là đậm. Và mình cũng thử với một cái style màu tây này coi sao. Đã màu lên khá là kịch tính, và đối với mình thì cái hình này sử dụng cái preset này khá là hợp. Tăng shadow lên. Đó, anh em thấy là đây là hình gốc nè, là trước, đây là trước nhé, đây là sau, trước sau. Cái này contrast cao hơn và cái phần màu xanh lá cây, đặc biệt màu xanh lá cây mình chuyển qua nó hơi có một chút cái màu cyan. Đó. Thì như mình nói là không phải là cái preset nào cũng có thể dùng được. Cho nên là ví dụ như là anh em sử dụng một cái màu nó khó quá, như hồi cái hình hồi nãy đâu rồi? Cái hình cưới hồi nãy đây. Đó, ví dụ như là cái hình này đi. Nó khó dùng quá đúng không? Thì cứ dùng 91 cho mình đi, tăng lên chút xíu và giảm cái temperature về cái mốc gọi là cân bằng, thì nó là kiểu này. Đó. Thì nó là một cái màu đơn giản, thì anh em có thể sử dụng những cái màu khác, ví dụ như là sử dụng bên bộ Deluxe kiểu thế ha. Thì bộ Pro thì nó đa dạng cái style, cho nên là với 92 màu này, anh em ít nhất là trong hình của anh em có thể sử dụng được khoảng chục hình, chục màu kiểu thế ha. Thì như mình nói đó, đơn giản là chúng ta tinh chỉnh lại chút xíu về cái exposure, cái temperature, cái tint.
mình không cắt cái đoạn mà preset ép vô không hợp nha, thì mình có gì nói đấy thôi, mình không có gọi là biện hộ hay là che giấu cái gì cả, thì em anh em mà chat hay là tư vấn với mình cũng nói thẳng với những cái vấn đề đó rồi ha. Rồi tiếp, trong bộ live preset mình cũng có thêm hai preset mới, đó là màu số 26, màu số 27. Màu số 26 là cái màu vàng chanh. À, thực tế cái gu màu này mình xuất phát từ cái bộ hình này của Ken Kaka. Bởi vì với những cái hình mà gọi là chụp cho ảnh chân dung á, thì trước giờ mình đẩy những cái màu nó tông hồng, rồi tông màu xanh, tông trong trẻo các thứ rồi, có nhiều quá rồi. Nhưng mà màu kiểu vàng chanh thì mình chưa có, cho nên là mình sử dụng cái màu số 26 này cho cái dạng màu này ha. Với cái màu số 26 này á, nó sẽ khá là flat, có nghĩa là nó có contrast thấp, có độ contrast thấp. Cho nên là những cái hình mà anh em sử dụng như vậy á, thì tốt nhất là nên cũng theo cái tông như thế này luôn. Hoặc là ví dụ như là anh em sử dụng như với những cái hình khác, ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy. Đây, ví dụ như này đi, thì anh em có thể chỉnh lại cái tông. Bởi vì cái tông mình làm cho ám màu vàng này á, thực ra nó xuất phát là từ cái temperature. Anh em có thể thấy là hình, đây là hình gốc này, temperature nó ở loanh quanh 5700 gì đó, thì nó thuộc dạng là trung tính. Nhưng mà khi mình sử dụng preset thì mình cố tình mình đẩy cái temperature lên khá là cao, bởi vì mình muốn anh em chỉnh. Ví dụ như là anh em không thích cái dạng gu màu nóng thì anh em có thể kéo giảm temperature xuống để chúng ta có một cái tông màu lạnh. Ví dụ như là hình này thì nó là tông nóng sẵn rồi, cho nên là mình đẩy tông nóng thì nó sẽ hợp hơn, chứ mình kéo về tông lạnh nó không hợp. Nhưng ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy, anh em sử dụng với cái tông 26 đi. Đó, đây là một cái hình mặc định, đó là cái style rất là mát mắt ha. Nó màu xanh lá cây không à, màu mát mắt, cho nên là khi mình sử dụng cái màu 26 này, anh em có thể thấy là cái màu nó bị ngả vàng và nó cảm giác nó cứ sao sao đó, thì mình muốn sử dụng cái tông mát cho cái màu này luôn, thì anh em có thể giảm cái temperature xuống. Ví dụ xuống 5300 chẳng hạn vậy, đó, thường 5300 đi. Đó, và như hình này thì mình có thể để contrast thấp hoặc là anh em có thể tăng contrast lên chút xíu. Đó, thì chúng ta sẽ có cái tông màu như thế này. Nó đơn giản là về cái temperature thôi, anh em có thể chỉnh tăng giảm được ha. Và đơn giản là thế thôi. Còn tiếp màu số 27, thì cái màu số 27 này nó gọi là sao ta, nó na ná giống như là cái màu số 25 vậy đó. Màu 25 nó là một cái màu rất trong trẻo, từ trước tới giờ mình chưa làm một cái bộ màu nào mà nó trong trẻo như là cái màu số 25 vậy hết. Đây rồi, màu 25. Tuy nhiên có một cái vấn đề là với màu 25 này á, thì cái độ gọi là độ mát mắt của nó không có, có nghĩa là nó thuần về cái trong trẻo thôi. Cho nên là mình muốn nâng cấp, gọi là có một chút nâng cấp hơn. Ví dụ như là những cái gu mà anh em muốn cái màu nó mát mát chẳng hạn vậy, thì em có thể sử dụng cái tông này. À, mình sẽ tìm thử cái nào là đâu rồi. À, mình sẽ tìm thử coi, ví dụ như là hình mình sẽ lấy đây, này cũng của Ken Kaka luôn thì phải. Đây, cái stop này cũng của Ken Kaka luôn. Rồi, mình reset về nhé. Thì đây là màu số 25 này. Đó, anh có thể thấy này. Đây là trước này, đây là sau, trước sau. Anh thấy nó nổi bật hơn không? Nó trong trẻo ha. Và đây là 27 này. Đó, nó cũng trong trẻo nhưng mà nó khác hồi nãy. Anh em thấy không? Đây là 25 này. Đó, đây là 25 nhé. Cái tông nó hơi ấm một chút xíu. Và khi mình thả ra để mình sang số 27, anh em sẽ thấy nó là một cái màu trong trẻo, mát mắt. Và tất nhiên với những cái màu như vậy, anh em có thể sử dụng bất kỳ một cái gu màu nào cũng được ha. Bởi vì anh em có thể tăng giảm exposure contrast cũng được, không sao cả. Nó là một cái màu trong trẻo thì nó đơn thuần như vậy thôi. Một màu số 27 đó. Thì đó là màu số 26, màu số 27 ở trong bộ Light. Và cái màu cuối cùng là trong bộ Deluxe, là nó là cái màu Nhật Bản mà hôm bữa mình mới làm cái tutorial hướng dẫn cho anh em đó. Nó hơi flat một chút xíu, nó contrast nó nhẹ nhàng, nó dễ dùng ha. Thì cái màu này mình có làm hơi khác với lại cái ảnh hôm bữa ha. Mình sử dụng làm cho nó tối ưu với lại cái ảnh gọi là nó đơn giản, nó tối giản. Ví dụ chụp tối giản, ví dụ như là anh em sử dụng, anh em có thể thấy cái hình này đi, thì em sẽ thấy là cái background của mình á, nó ít chi tiết ha, nó ít chi tiết, nó không phức tạp. Anh em có thể thấy là nó xóa phông gần hết, nhưng mà mặc định với cái background này thì phía sau nó cũng chẳng có gì nhiều cả ha. Nó không giống như là những cái hình khác, ví dụ như là hình này đi chẳng hạn vậy, nó quá phức tạp, nó nhiều background, nó nhiều chi tiết ở phía background. Hoặc ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy đó, hình này đi, mình sử dụng Deluxe số 25. Nó anh em cảm thấy như thế nào? Với cá nhân mình thì phía background nó nhiều chi tiết quá, nhưng mà mình sử dụng một cái màu flat, nó không có nhiều cái contrast á, thì nhìn nó cứ phẳng phẳng như nào đó, nó không hợp.
Thì tất nhiên cái này là tùy gu màu của anh em thôi, đó là cái nhận định cá nhân của mình, là mình là người làm thì mình nói ra nhận định như thế, thì mình không biết anh em nghĩ như thế nào. Nhưng mà cá nhân đối với mình, sử dụng cái màu này cho những cái ảnh mà ví dụ như là anh em chụp ở trong phim trường, ví dụ như là hình này đi, chụp cho phim trường này, mình sử dụng màu số 25 nhé. Click vô. Đó. Mình sẽ làm cho cái môi trường của mình nó gọi là nó túm gọn, bớt bớt lại để mình tập trung nhiều hơn. Ví dụ như ở đây anh em muốn thì anh em có thể tăng contrast lên chút xíu. Anh em cảm thấy cái màu xanh mà mình làm ám vô đó nó xanh quá các bạn không thích thì tăng temperature lên giúp mình một chút xíu thôi. Đó, làm sao để đảm bảo cô dâu chú rể không có bị vàng ương, không có bị vàng tươi lên là được rồi. Ví dụ như là hình này đi. Mình sẽ thử màu số 25 nhé. Đó, nó hơi đậm ha, nó hơi đậm thì anh em tăng cái exposure lên chút xíu để cho nó sáng. Sau đó anh em thấy nó hơi bị ám vàng ở phần da cô dâu này, anh em sẽ giảm cái temperature xuống một chút xíu giúp mình, hoặc là anh em có thể rẻ xuống đây để giảm trực tiếp phần màu này. Anh em click vào color, phần màu cam đó anh em sẽ giảm chút xíu saturation và tăng luminance lên. Đó anh em coi này, đó thấy phần da không? Nhưng mà nhớ là tăng tăng chút xíu thôi, bởi vì làm nghề ví dụ làm hình cưới bộ deluxe hay là cho màu cưới nhé, thì đằng nào anh em cũng sẽ phải retouch da lại chút xíu, thì lúc đó anh em có thể tăng sáng giảm sáng các thứ đồ sau. Nhưng mà với một cái màu nền, một cái màu để gọi là cơ bản để em có thể chỉnh nhiều thì như thế này là ok rồi ha. Thì đó là toàn bộ năm cái preset mà mình mới thêm vào, đầy đủ hết. Ví dụ như là như nào đó thì anh em có thể coi ha. Thì ở trên website của mình á, cái đường link mình để thì anh em cũng sẽ thấy mình có mô tả sơ qua những cái màu như này, màu số bộ preset 9192, bộ light 2627, bộ deluxe số 25 kiểu thế, thì anh em có thể coi ở đây ha. Còn nếu như các bạn đã từng mua những cái bộ preset này trước đây rồi thì anh em sẽ vào lại cái email mà các bạn đưa cho mình cái lúc mà các bạn mua đó, mình yêu cầu anh em gửi đưa cho mình email đó, thì anh em vào lại email đó nhé, xong rồi search HP Photoshop, tải lại file cũ ở trong email cũ ha. Bởi vì mình update là update trực tiếp từ trên Google Drive và mình share cho anh em, cho nên là anh em chỉ cần vào đó anh em bấm tải lại là được rồi. Như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi, không cần gì phức tạp cả. Nếu như mail anh em lỡ xóa rồi thì anh em vào trong lại vào cái Google Drive của cái email mà anh em đưa đó, và anh em cũng search là HP Photoshop nó sẽ có ha. Và nếu như anh em mất luôn cả Gmail, mất luôn cả email, thì anh em nhắn tin lại trên fanpage của mình để mình gửi lại cho anh em nhé. Thì đơn giản là như vậy thôi. Đó là toàn bộ video này. Nếu như các bạn chưa có, các bạn muốn mua thì các bạn có thể lên trên website của mình để tham khảo. Lên trên website này vào phần cửa hàng. Thì phía trên này có thể là đôi lúc nó sẽ có những cái bộ quà tặng, như là bây giờ thì nó là những cái bộ màu như thế, thì em có thể vô để anh em coi thử. Trong phần cửa hàng này mình sẽ có khá khá những cái bộ chi tiết từng bộ ha, và có những cái combo mua cùng lúc nhiều bộ thì mình giảm giá rất là nhiều. Đây đó là toàn bộ video này. Nếu như anh em thích thì hãy comment cho mình biết là anh em muốn mình làm về vấn đề gì ở những cái tutorial sau nhé. Và phía bên này nó sẽ có những cái bộ cái video khác của mình về tutorial miễn phí, mình vẫn luôn luôn làm những cái video miễn phí đó. Và nếu được anh em ủng hộ mình ha, thì đơn giản là cách like video này và share cho anh em cũng biết thôi. Bye bye anh em, mình Đừng Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com.